Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết về chuyện Nguyễn Ánh trả thù tàn bạo nhà Tây Sơn. Bài viết này được viết bởi tác giả BOS và được đăng trên spyroom.com. Và sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Trong lịch sử nhà Nguyễn, Nguyễn Ánh, Gia Long là nhân vật rất đặc biệt. Không chỉ vì ông đã bị bêu xấu, lên án và thóa mạ rất nhiều, mà còn vì cuộc đời ông chứa đựng rất nhiều điều chưa được viết ra một cách đầy đủ, chính xác, khách quan và trung thực. Tôi mơ ước được thực hiện một công trình nghiên cứu nhỏ bé về ông, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa ông với nhà Tây Sơn, với ban giám mục Bá Đa Lộc và những người Pháp tình nguyện vào sinh ra tử về ông. Tư liệu tuy đã nhiều, song chưa thật đầy đủ, mà chuyện cơm áo gạo tiền cũng đã chiếm hết phần thời gian rảnh rồi, nên mọi việc vẫn còn ở phía trước. Một điều không thể phủ nhận là có một khoảng thời gian dài hàng mấy thập kỷ, cuộc nội chiến giữa nhà Nguyễn và Tây Sơn đã được nhìn theo một định hướng rõ ràng và dứt khoát, với một bên là chính nghĩa, là hoàn hảo, và một bên là phi nghĩa, là tàn bạo. Để bảo vệ chính nghĩa của nhà Tây Sơn, người ta chỉ nêu lên những việc làm tốt đẹp của họ và cố tình ém nhẹm, che giấu những hành vi tệ hại của phong trào này. Ngược lại, để chứng minh tính phản động của chế độ nhà Nguyễn, người ta cố tình lọc lựa ra những hành vi có thể dễ dàng lên án để phơi bày ra trước ánh sáng công luận. Trong đó, chuyện Nguyễn Ánh, Gia Long trả thù nhà Tây Sơn là một chuyện tiêu biểu. Chuyện trả thù này các nhà viết sử của triều Nguyễn cũng không hề giấu giếm. Họ kể rõ là vào tháng 11 âm lịch năm 1802, Nguyễn Ánh, Gia Long đã đưa vua tôi nhà Tây Sơn ra xử lăng trì. Riêng hai cốt của hai người đã chết là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ thì đem giã nát, đầu lâu giam vào ngục thất. Tôi tin chắc rằng nhiều thầy cô giáo dạy sử đã từng đứng trên bục giảng lớn, vạch trần cho học sinh của mình thấy những hành vi đáng lên án của Nguyễn Ánh, Gia Long. Song chắc chẳng có mấy người tự đặt ra cho câu hỏi vì sao ông đã làm như vậy. Bởi vì hành vi trả thù không tự nhiên xuất hiện một cách đơn lẻ, mà phải là một phản ứng đi sau một hay là nhiều hành vi có trước. Hành vi trả thù của Nguyễn Ánh, Gia Long là đã rõ, còn hành vi của nhà Tây Sơn là những gì khiến cho có sự trả thù này. Ta thử lược kể xem. Nhà Tây Sơn đã thẳng tay sát hại các chúa Nguyễn và truy sát Nguyễn Ánh đến đường cùng. Từ năm 1765, phủ chúa Nguyễn bị quyền thần Trương Phúc Loan thao túng, người dân ta thán, song vẫn chỉ oán Loan mà không bỏ nhà Nguyễn. Sau khi giấy binh, nhà Tây Sơn nhận ra điều đó, nên để dễ thu hút lòng người, họ tìm cách bắt Đông Cung Nguyễn Phúc Dương, con thế tử Nguyễn Phúc Hiệu đã qua đời, làm con tin, rồi giả phò tôn lên làm minh chủ. Mặt khác, Nguyễn Nhạc còn gả con gái là Thọ Hương cho Dương để níu chân Dương ở lại với mình mãi. Sau khoảng một năm, biết rõ âm mưu Tây Sơn, Đông Cung trốn vào Nam, tiếp nhiệm ngôi vương do chú là Định Vương Nguyễn Phúc Thuần nhường cho. Từ đó, nhà Tây Sơn không còn cơ hội vin vào con bài chúa Nguyễn nữa. Họ kéo dốc quân về phía Nam và chỉ trong hai tháng liền đã sát hại cả Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần lẫn Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương. Người duy nhất còn sót lại trong dòng họ Nguyễn tại miền Nam là Nguyễn Ánh, cũng bị truy sát gắt gao nên đã phải ẩn lánh ở khắp nơi, từ Phú Quốc ra Cồn Đảo, rồi cuối cùng năm 1784 phải dẫn hơn 200 quan binh sang nương náu trong thành Vọng Các, Bangkok của nước Siam, Thái Lan. Nhà Tây Sơn phá hủy lăng mộ các đời chúa Nguyễn an táng tại Phú Xuân. Năm 1786, Tây Sơn đã đánh đuổi quân Trịnh khỏi Phú Xuân và chiếm lấy kinh đô của nhà Nguyễn trong nhiều năm liền. Năm 1790, họ đã phá hủy gần như toàn bộ lăng mộ của các chúa Nguyễn, kể cả phần mộ của Nguyễn Phúc Luân là cha ruột của Nguyễn Ánh. Hai cốt Phúc Luân bị vứt xuống một hố sâu gần đó. Một người dân địa phương tên Nguyễn Ngọc Huyền thấy vậy, đợi đêm đến, lén cùng hai con lặn xuống nước, mang giấu hài cốt ở một nơi. Về sau, khi Nguyễn Ánh chiếm lại Phú Xuân, đã cho cải táng hài cốt thân phụ, còn chủ yếu cái sọ, tại xã Cư Hóa. Lăng về sau gọi là lăng Cơ Thánh hay lăng sọ. Ông cũng phá lệ, cho xây cạnh lăng sọ một ngôi đền thờ Nguyễn Ngọc Huyền để nhớ ơn người đã không quản nguy hiểm, vớt và giữ gìn hài cốt của thân phụ ông. Nhà Tây Sơn phá hủy phần lớn miếu mạo, đền chùa trong thời gian chiếm Huế. Một trong những công lao lớn nhất của các chúa Nguyễn là xây dựng tôn tạo và gìn giữ các đền và chùa trong cả vùng Thuận Hóa, Quảng Nam. Nhờ vậy, người dân có một đời sống tâm linh phong phú. Chú Nguyễn Phúc Chu còn rước các bậc cao tăng Trung Quốc sang để hoằng dương đạo Pháp, khiến người dân luôn sống trong không khí của sự an lạc. Trong quyển đặc san kỷ niệm 150 năm ngày khai tổ Sơn Chùa Từ Hiếu Viên Tịch, phát hành tại Huế vào năm 1997, tác giả Thái Không đã viết như sau về hành trình của nhà Tây Sơn đối với đền chùa tại Huế.
Ba Chấm đã sai đập phá các chùa chiền, đền tháp, đuổi tăng sư ra khỏi chùa, làm cho Phật giáo rất khốn đốn. Chùa Linh Mụ bị đốt phá, những công trình kiến trúc đều bị phá hủy, chùa Quốc Ân bị phá gần nửa, tháp Phổ Đồng bị đốt, chùa Thuyền Tôn bị phá hủy gần hết. Chùa Khánh Vân bị san thành bình địa, sau này mới được xây cất lại. Chùa Bảo Quốc bị lấy làm kho chứa vũ khí, tích trữ diêm tiêu để chế đạn dược và làm xưởng đúc súng. Chùa Thiên Lâm và Viên Thông đều bị Tây Sơn phá hủy. Các chùa tháp ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ cũng bị phá rất nhiều trong những đợt tiến quân của Tây Sơn. Trong lịch sử, chúng ta thường nghe nhắc đi nhắc lại câu thu nhà, nợ nước. Nguyễn Ánh dù là vua, ông cũng chỉ là một con người đang gánh trách nhiệm nặng nề của một người con, người cháu phải báo thù cho cha, cho tổ tiên, dòng họ. Chúng ta tự hỏi nếu Tây Sơn không thẳng tay sát hại các chúa Nguyễn, không phá hủy lăng tẩm, mồ mả cha ông của ông, không nhẫn tâm hủy hoại các đền chùa mà tổ tiên ông đã dày công xây dựng, vun đắp, liệu Nguyễn Ánh có trả thù tàn bạo đối với họ như thế không? Trong tác phẩm Quốc Sử Biên Di, soạn vào giữa thế kỷ thứ 19, Thám Hoa Phan Thúc Trực đã kể lại chuyện Nguyễn Ánh đối xử với tù binh nhà Tây Sơn. Cho những binh lính đã đầu hàng được trở về miền Bắc. Trước sau, trong những binh lính của nhà Tây Sơn bị bắt, nhà vua cho tuyển dụng những người cường tráng, còn những người hạng ốm yếu và tàn tật đến hơn 500 người thì đều được cấp thuyền, lương thực, muối, thẻ phiếu tích và cho họ trở về quê quán. Không chỉ có những việc làm tác tệ như thế tại Huế, tại miền Nam, nhà Tây Sơn cũng từng có những việc làm tương tự, tiêu biểu là việc giận cá chém thớt, đã giết hàng ngàn người Hoa tại Gia Định. Sau khi một tướng của họ là Phạm Ngạn bị đạo quân Hỏa Nghĩa, theo Nguyễn Ánh, gồm phần lớn là người Hoa chém giết tại cầu Tham Lương. Sử kể rằng trong sự kiện đó, thây người Hoa chất đầy sông suối, cư dân trong vùng không dám ăn tôm cá suốt cả tháng trời. Năm 1987, trường Đại học Stanford của Mỹ xuất bản một tác phẩm đáng chú ý của nhà sử học Diane S. Murray, tựa đề Pirates of the South China Coast 1790-1810. Trong đó, Murray dành nhiều trang viết về sự câu kết giữa nhà Tây Sơn và lực lượng hải tặc Trung Hoa bị chính quyền Mãn Thanh truy đuổi, phải giạt xuống vùng biển đông của nước ta. Tài liệu này giúp giải tỏa thắc mắc bấy lâu của chúng ta khi đọc sử thấy vào năm 1802, khi cử sứ bộ Trịnh Hoài Đức sang Tàu, ngoài việc trả lại sách ấn nhà Thanh phong vương cho vua Quang Trung, vua Gia Long còn giải theo ba tướng Tàu, ô như một cách gián tiếp cho nhà Thanh biết về sự câu kết giữa bọn hải tặc với nhà Tây Sơn là như thế nào. Tóm lại, trong sự kiện vua Gia Long trả thù tàn bạo nhà Tây Sơn, nếu cho hành động của Nguyễn Ánh là đáng lên án, thì ít nhất bằng vào tinh thần tôn trọng sự công bằng lịch sử, chúng ta không được phép ém nhẹm những việc làm tệ hại trước đó của nhà Tây Sơn, vì chính những việc làm đó đã dẫn đến sự trả thù của Nguyễn Ánh. Chúng ta kính trọng và biết ơn chiến công hiển hách của người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ trong việc đánh đuổi giặc Thanh, song không thể nào để cho hào quang của chiến công đó che khuất những việc làm tệ hại mà anh em nhà Tây Sơn phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!